Mọi người mua hàng thì lên sạc, còn tìm em cơm nhá. Link dưới phần mô tả. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Bán hạc 7 server luôn. Vâng, xin cảm ơn anh em nhá. Nhân hai đang nhặt găng. Ui, cái găng kìa, cái găng kìa. What the fuck, găng. Ui, găng bạc sao sao. Ui, what the fuck. Ok, đùa tí, chào anh em nè. Thật ra anh em đã quay trở lại đây của mình là Nhân đây. Hôm nay mình lại cầm video tiêu chín 7 cho mọi người view cái găng rất là clip này. Găng này em còn đang làm clip rồi, hôm nay mình sẽ làm clip này cho anh em xem cái găng này review thử nha. Đây cái găng rất là bá đạo, nhất server 7 server. Đảm bảo cái găng này cái găng độc nhất vô nhị, anh còi ép bá đạo chưa? Anh em hôm nay mình sẽ cầm review thử cái găng này cho anh em xem, ok. Đây cái găng bạc Zealot mà anh còi đã làm clip cho anh em rất là nhiều, làm clip xe bạc đó. Thì hôm nay mình sẽ xem cái vô xem thử cái găng này nha anh em. Cái găng nick nào nick top 97 của anh còi đây. Ý, đậu xanh thì cũng đang úp thôi. Đậu cái găng rồi. Đây, hôm nay mình sẽ xem cái găng này nha, đậu xanh. Cái găng rất đặc biệt. Găng này thì găng là 6 sao nha anh em, găng bạc. Một tấn công thì là 1k6 và nó đã được F6 sao rồi. F 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao, 7 sao. Anh còi đã làm clip F thì hôm nay mình sẽ xem lại đây. Đây. Anh em F 2 sao vô sẽ được giác 2%, còn F 3 sao sẽ được sức đánh, F 4 sao sẽ được KI trên dây và F 5 sao sẽ được HB. Ủa, sao từ lưa hụt mít thế này? Nó từ lưa 2 là 46 nè, đấy 2 sao là 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao, 7 sao. Đấy, cứ theo lần lượt, nó sẽ sắp chồng từ trên xuống dưới nha. Đấy, 2 sao là giác, còn 3 sao sức đánh, 4 sao thì hồi phần trăm KI, 5 sao thì hồi phần trăm HB, còn 6 sao thì cộng KI, 5% KI và 7 sao thì cộng 5% HB nha. Vãi lòng, cái găng thiệt mình nói thật, mình đéo thể cập tin được cái găng này là xuất hiện. Anh gọi ép vô rất là bá đạo nha, anh em nhìn rất kinh khủng không. Cái găng này đúng như là găng bá đạo nhất bị server, lạ nhất bị server. Tại vì ảnh trên Nomad là ảnh ép thành tinh Nomad thôi. Đây, mặc cái găng thử cho nha anh em. Đậu xanh giảm mất tiêu luôn, đéo biết nó có được cái ý nghĩa gì nữa. Được, nó là cái nó mấy hàng mà 2, 4, 2, 4, 6, 8 hàng, 9 hàng. So với cái găng bình thường nó dài rất là dài, đậu xanh nó nhìn nó dài kinh khủng luôn. Toàn cái gì kinh khủng không, ghê thật anh em ơi. Anh em nào mà ép cái găng này nói chung là chỉ để chân thôi, để cho đẹp, cho lạ thôi chứ chả có gì đặc biệt, thật. Đây, cộng rất là nhiều chỉ số nhưng mà mỗi chỉ số một ít cũng như không thôi. Đậu xanh cái găng bá đạo thật, nó vô review cho anh em xem. Giờ bấm thử bán cái khóc luôn. Đây, mặc kệ anh coi thì đang úp là đang úp này lắm thôi. Ôi, vô review cái găng này cho anh em xem. Ấy, trời ơi, không phải cái găng này, nhầm rồi. Cái găng này nè, đâu. Ơi, mình sẽ thử mặc găng này để mà đi giúp đánh nha anh em. Xem nó có hiệu quả gì không, nó không có hồi KI gì không. Nó giảm sức đánh cho mình thấy đéo được cái gì hết. Đây. Đấy, coi nhát này, đánh này rất là tự lưu hụt mít luôn nè. Đang kiếm ngọc luôn anh em, giác 2. Hồi KI hả, bơi các kiểu. Đấy. Thử coi, mình thấy là nó hồi KI và hồi HP. Giờ mình sẽ thử dùng KI và HP nha anh em. Sẽ thử không mặc quần nè. Để coi tháo cái quần ra, mình sẽ test xem đây nó có hồi gì không. Ừ, nó lại hồi full đi cơ. Đậu xanh kinh đấy. Đây mình sẽ mặc không mặc hút B nha, mình sẽ không mặc hút HP. Không mặc hút HP nha đó. Cho quá đánh nè. Ui, ai, bên thử một tí cho nó tụt KI với tụt HP xuống đã. Mình sẽ thử cái nó hồi được nhiều không, nó có 5% mình hồi gì hết không. Đậu xanh auto bem quá không, bem kinh chết được rồi. Em nhanh quá. Bem phát còn chết quá luôn sao được. Hậu xanh cái găng bá đạo như quỷ luôn. Ôi trời, kệ anh em ơi, bem cái găng này á, đúng rồi. Hồi 5% HP trên dây, trời ơi, lại chết rồi. Chả có gì hết. Này, bem thử bật, cắn nó đi. Đúng rồi, đó, anh em thấy không? Nè, 844 không, 844 HP phải không? Nhìn xem nó hồi bao nhiêu, 30 giây sao, từ từ nó sẽ hồi thôi. 5% nó có phần kinh không, tại vì mình không mặc quần nó sẽ đó, 955k kìa, anh em thấy không? Nó còn chính bị cái quái cắn hàng quần 928k đó. Nó sẽ tự hồi HP và KI. Giờ mình sẽ bật chiêu chim của nó tự hồi chim luôn à. Tự hồi cái skill ấy á. Tự hồi KI chứ. Đấy, cái giày này không nên không mặc luôn. Đấy, ui dồi cái răng. Giờ sao đây ta? Full hình trang rồi. Bỏ ra ư. Đấy. Bỏ ra đi. Con mặc cái giày luôn nè đó. Nó sẽ không hồi KI đấy. Giờ mình đang là hiện tại là mình là 189 KI và 1 triệu HP nha. Mình sẽ xem nó hồi được gì đây. Mình không mặc quần, không mặc giày thì nó sẽ không hồi đâu. Ấy, phật lên phát, lên đều luôn. Đó, tự tăng anh em thấy không? Nó tự tăng kìa. Thì mình không mặc giày và không mặc quần nó cũng tự tăng. 1.4 HP 333 KI đó. Một chút nó sẽ phật lên rồi đó. Đây, cái găng nó có tác hại như vậy đấy. À, sắp lên đó. Sắp lên rồi, 30 giây nữa. Phật lên ai? Đâu thế? Sao nó hồi nhanh được hồi lâu vậy? 30 giây đó nè. 333 KI và 1.4 HP nha. Giờ sẽ xem nó phật lên được nhiêu. Đó, 338 KI đó. Anh em thấy không? 380 tăng được 50 KI đó không? Đó, 1.1 triệu mốt, mắc B chưa tăng à? Cộng mắc B cho tao chứ mày. Đi, cộng mắc B rồi. Đoạn tăng mấy cái găng bá đạo chưa? Vô clip, vô review cái găng này cho anh em xem. Cầm cái găng này bá đạo chưa? Đậu xanh. Găng chính hàng. Để tin được. Ok, thì mày mặc lại cũ cho anh cậu em đất thôi.
không chừng nào đủ lại làm clip nữa, đủ để mua bánh để làm clip cho anh em xem. Ôi rồi ôi, auto này mình sẽ gắn chiêu như cũ. Ok, cho OK 97 phơi với cước đéo và dạy chán tụi kia dịch theo phơi vậy. Ôi, clip này mình chỉ review cái răng nó sàm sàm tí nha nè. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Anh em nhớ bỏ ra vài đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả anh em, sắp 50k sub rồi trời ơi. Bye bye anh em nha, chúc anh em có một clip xem clip vui vẻ nha. Ôi trời ơi.